Cô chào Ánh Dương nhé, cô vừa xem video bài học ngày hôm nay của con. Trong bài học này nhìn chung là con thực hành khá là tốt, con chỉ cần chú ý cho cô hai từ thôi. Từ thứ nhất là từ cold, cold. Mình sẽ không đọc là cold, mình không đọc là cool nhé. Tiếp theo là từ thứ hai là mình cần đọc rõ hơn giúp cho cô, đó là từ cloudy, 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 âm d, cloudy. Tiếp này. Trong phần thực hành mẫu câu hỏi ấy, thì mình sẽ chú ý cho cô là cái từ what's the weather like today, what's the weather like today, what's the weather like today. Mình sẽ chú ý nhá. Is rainy, is cloudy, is sunny, is hot, is windy. Mình sẽ chú ý cho cô là mình sẽ đọc rõ những cái từ có S, was, was và is. Đó là một vài góp ý cho cô trong bài ngày hôm nay của Ánh Dương. Ánh Dương sẽ nghe và chỉnh lại nhá. Say goodbye.